Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Học Tiếng Anh Mỗi Đêm. Trong bài này chúng ta sẽ học một số câu rất là đơn giản để trả lời cho người khác khi chúng ta không biết hoặc là không muốn trả lời. Thì chúng ta sẽ cùng học qua các bạn nhé. Chúng ta sẽ được nghe câu hỏi đại loại như là What do you know about this? What do you know about this? What do you know about this? What có nghĩa là cái gì? Do you know là bạn có biết? About this là về chuyện này hoặc là về cái vật này hay không? What do you know about this? What do you know about this? Người ta sẽ hỏi bạn câu đó. Có thể là người thân, bạn bè hoặc là buồn buồn. Những chú công an cũng sẽ hỏi. Chúng ta sẽ trả lời như thế nào? What do you know about this? 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 Các bạn có 6 cách trả lời rất là đơn giản các bạn nhé. Cách đầu tiên chúng ta sẽ trả lời là Sorry, I don't know. Sorry, I don't know. Sorry, I don't know. Rất là đơn giản. Mình lịch sự mình sẽ trả lời là Xin lỗi, tôi không biết gì. Sorry, I don't know. 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 Đó là cái câu trả lời đơn giản đầu tiên. Cái cách trả lời thứ hai chúng ta sẽ trả lời là I don't know anything. Nhấn mạnh luôn là cái việc người ta hỏi chúng ta không biết gì hết. Tôi không biết gì hết. Anything là bất cứ việc gì. I là tôi. Don't know là không biết. Anything, tôi không biết bất cứ việc gì, bất cứ thứ gì. I don't know anything. I don't know anything. I don't know anything. Đó là cái cách trả lời thứ hai. Chúng ta sẽ đi qua cách trả lời thứ ba. Cách trả lời này cũng đơn giản nhưng mà nó có hàm ý hơn tí, tức là có thể biết hoặc có thể không, nhưng mà chúng ta sẽ nói I have no idea. I have no idea. Idea là ý kiến, cái nhận định nào đó. Tôi không ý kiến, tức là hoặc là tôi có thể dịch thoáng là tôi không biết. I have no idea. I have no idea. Chẳng hạn người ta hỏi ý kiến của bạn về vấn đề này. I have no idea. I have là tôi có, no idea là không ý kiến. Có không tức là không có. Have no đồng nghĩa với là I don't have idea. I have no idea. I have no idea. I have no idea là tôi không biết. Chúng ta sẽ đi qua cách trả lời thứ tư là Sorry, I can't help you. Sorry, I can't help you. Sorry là xin lỗi. I là tôi. Can là không thể. Can đồng nghĩa với cannot thì các bạn. Help là giúp đỡ. You là bạn. Sorry, I can't help you. Sorry, I can't help you. Xin lỗi, tôi không thể giúp bạn. Đại loại là không trả lời. Hoặc là trả lời không biết. Hoặc là không trả lời. Chúng ta đều có thể trả lời được bằng câu đó. Sorry, I can't help you. Sorry, I can't help you. Chúng ta đã đi qua được 4 cách trả lời rồi. Chúng ta chỉ còn 2 cách trả lời nữa. Đơn giản thôi các bạn nhé. Cách trả lời thứ 5 khi chúng ta không biết hoặc là không muốn trả lời sẽ là trả lời hơi thẳng hơn tí là Don't ask me. Don't ask me. Đừng có hỏi tôi. Don't ask me. Don't là đừng, không. Don't ask me là đừng có hỏi tôi. Don't ask me. Don't ask me. Don't ask me. Đừng có hỏi tôi. Don't ask me. Đừng có hỏi tôi. Và chúng ta sẽ đi đến câu cách trả lời cuối cùng để trả lời khi được hỏi về vấn đề gì đó. Chúng ta coi này nó hơi thái độ hơi bực bội tí. How the hell should I know? How the hell should I know? Hell là gì các bạn? Là địa ngục. Các bạn nghe hơi hướng là bắt đầu chữ thầy tí rồi đó. How the hell, tức là cái quái gì, should I know, là tại sao tôi nên biết, tại sao tôi phải biết để được trả lời á.
How the hell should I know? How the hell should I know? Dịch là làm quái gì tôi phải biết được? Làm quái gì tôi biết được? How the hell should I know? 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 À, và như vậy các bạn đã được học qua 6 câu trả lời khi chúng ta được hỏi và không biết được vấn đề đó hoặc không muốn trả lời. À, câu hỏi chúng ta sẽ được nghe là What do you know about this? What do you know about this? À, các bạn có thể trả lời đơn giản Sorry, I don't know. Sorry, I don't know. Sorry, I don't know là xin lỗi, tôi không biết. Còn cách thứ hai là I don't know anything. Tôi không biết gì hết. I don't know anything. I don't know anything. Cách thứ ba là I have no idea. I have no idea. Tôi không ý kiến, không biết. Cách thứ tư là Sorry, I can't help you. Sorry, I can't help you. Xin lỗi, tôi không giúp bạn được. Sorry, I can't help you. Cách thứ năm là Don't ask me. À, có vẻ hơi bực bội. Don't ask me. Don't ask me. Và cách cuối cùng chúng ta sẽ thái độ hơi bực hơn, chửi tí. How the hell should I know? How the hell should I know? Làm quái gì tôi biết được? À, cảm ơn các bạn đã cùng theo dõi và cùng học tiếng Anh mỗi đêm. Xin cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài tiếp theo. Xin cảm ơn.